Thưa quý vị và các bạn, sau một tuần hỗ trợ thành phố Hà Nội tiêm vaccine và lấy mẫu xét nghiệm, sáng nay 500 cán bộ y tế Hưng Yên được địa phương bạn tổ chức gặp mặt cảm ơn và chia tay. Có thể nói, đoàn cán bộ y tế Hưng Yên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ thành phố Hà Nội trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngày 9 tháng 9, hơn 500 cán bộ y tế thuộc 10 trung tâm y tế và 7 bệnh viện ở Hưng Yên tình nguyện lên đường hỗ trợ thành phố Hà Nội phòng chống dịch với sự động viên của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo sự phân công, 400 cán bộ tham gia hỗ trợ lấy máu xét nghiệm tiêm vaccine phòng COVID-19 tại 17 phường của quận Hà Đông. 100 cán bộ còn lại thực hiện nhiệm vụ tương tự tại 29 xã thị trấn của huyện Thường Tín. Những ca làm việc vất vả kéo dài từ 7 giờ sáng đến 23 giờ đêm được đông đảo nhân dân, cán bộ địa phương bạn đánh giá cao. Các bác sĩ ở đây rất là nhiệt tình hướng dẫn từ các cái việc kê khai phiếu, điền thông tin, rồi kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm thì mình thấy rất là cảm động và mình cảm ơn đoàn y tế Hưng Yên đã hỗ trợ thành phố Hà Nội trong cái đợt Covid lần này. Quần chúng nhân dân cũng đánh giá về chuyên môn cũng như là cái sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ và cũng đã góp phần để cho cái công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường Phúc La để phát huy hiệu quả để đảm bảo tốt cho sức khỏe của nhân dân. Trong một tuần, hơn 500 cán bộ y tế Hưng Yên giúp quận Hà Đông và huyện Thường Tín lấy được 270.000 mẫu xét nghiệm, tiêm gần 170.000 liều vaccine, góp phần quan trọng giúp hai địa phương này đến ngày 15 tháng 9 đạt được độ bao phủ vaccine và xét nghiệm diện rộng đúng kế hoạch. Đến nay, thành phố Hà Nội cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh và bắt đầu nới lỏng các biện pháp kiểm soát tại một số quận huyện. Điều quan trọng nữa là hơn 500 cán bộ y tế Hưng Yên vẫn đảm bảo sức khỏe và an toàn trước dịch bệnh. Mặc dù công việc thì cũng rất là vất vả, rất nhiều anh em đã phải làm việc đến đêm. Tuy nhiên cho đến nay thì tình hình sức khỏe của các thành viên trong đoàn thì về cơ bản là đều là đảm bảo sức khỏe và có thể là về nhà an toàn. Sau khi mà về thì chúng tôi sẽ thực hiện cách ly y tế theo hướng dẫn của Sở Y tế là cách ly tập trung trong vòng 7 ngày và sau đó sẽ cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo trước khi mà thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh nhà. Hưng Yên và Hà Nội tiếp giáp, gắn bó mật thiết với nhau trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy giúp bạn cũng chính là giúp chính mình. Tất cả vì một mục tiêu Việt Nam chiến thắng COVID-19, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường trong tình hình mới.